đến Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố kế hoạch về việc tính thuế qua đêm với du khách từ tháng 4 năm 2020. Theo đó, tiền thuế này được tính cho người từ 12 tuổi trở lên và dựa vào số sao khách sạn họ đặt phòng. Một đêm nghỉ tại khách sạn 5 sao, du khách sẽ phải đóng thêm 18 lira, 72.000 đồng. Còn khách sạn 4 sao là 12 lira, 48.000 đồng. Theo ước tính của Săn, mỗi kỳ nghỉ 14 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ ở một khu nghỉ dưỡng 5 sao, du khách đang tốn khoảng 3.340 lira. 13,5 triệu đồng. Nhiều nơi trên thế giới đã áp dụng thuế du lịch, trong đó có Ibiza, Tây Ban Nha, với 4 euro, hơn 100.000 đồng một đêm, du khách cũng phải trả 10 euro để vào Venice. Hai thành phố của Vương quốc Anh là Edinburgh và Oxford cũng đã đề xuất đánh thuế này.